nay thì khỏe quặp nó không biết lại đi đâu nữa. Anh Châu! Đi sẵn bộ. Bỏ đâu rồi? Anh Châu! Có đạn này. Anh Châu ơi! Anh Châu! Anh ở đâu rồi? Con bò. Tao mà bắt được mày. Săn thịt bò, dùng bò xay khô, nhúng ra rồi xào chiên bơ. Này, mà làm gì đứng đấy? Tao giận hết cả mình. Anh ấy đã què quặt thì không ở nhà mà nghỉ đi. Cô đi đâu? Tao đi tìm thịt bò. Mày không nghe câu à? Chó điền da, bò điền xương à? Có cái gì nó sai sai nhỉ? Chó liền da, gà liền xương chứ. Tao thích thế được không? Thôi thôi, tóm lại là anh về nhà nghỉ hộ em gái. Về nhà để nghỉ, nói cho chuẩn. Đi về. Em đợi cho. Bỏ ra, mày cầm vậy tao trông nàng rồi gì? Đi. Thôi đi trước đi. Tao quẻ tao không phế. Anh em nhà đã trả chưa? Mày được đánh đó. Mày được mất con rồi. Con nào? Con nào đã lấy kẹo của tao? Bố về đây. Bố Ngưu Ma Vương, sao bố làm rơi kẹo của con? Tại bọn Na Trà đánh, con không hỏi thăm ta, lại còn kẹo nữa. Na Trà á? Sao đại vương suốt ngày đi gây chuyện với chúng nó làm cái gì? Để nó đánh cho, xong rồi về ăn vạ với con à? Chúng nó đánh ta, con còn bên đó. Con là con của ta, hay là con của chúng nó đây? Đại vương hỏi thế mà cũng hỏi. Tất nhiên con là con của đại vương rồi. Ừ, thế thì được rồi. Ta nhờ con một việc. Việc gì hả đại vương? Con hãy... Khoan! Trừ việc đánh Na Cha ra, còn lại việc gì con cũng làm cho phụ vương. Thì ta để quên một đống kẹo ngoài kia. Ta nhờ con đi lấy thôi hả? Kẹo á? Thế được rồi, để con đi luôn. Đi luôn không nó ăn trộm đấy. Đi. Ô, cái này cơ mà. Được anh nhỉ, giá như có bắp ngô với củ khoai nướng thì hay biết mấy. Ngon đấy. Anh Châu. Thế à? Ôi, lửa ấm nhỉ. Lửa ấm thế này mà có thịt bò ăn thì sướng hết sảy luôn. Thịt bò. Bò, tao phải ăn thịt bò. Đừng có nói đến bò nữa, cho anh quên đi. Quên làm sao được, mày, nhanh ngay bò về cho tao. Tin nó. Quẹt chân đau rồi. Anh bị húc, quẹt tay quẹt chân như thế mà vẫn muốn ăn thịt nó à? Nhưng mà tao tư. Em cũng tức anh Trung ạ. Nhưng mà em sợ lắm. Nó mà húc em một lần nữa chắc là em gãy hết cả xương mất. Mày không phải sợ, có anh ấy rồi. Anh mà không đánh được nó thì đứa con này. Đi con. Không bảo kẹo, nhưng con có thấy kẹo đâu đâu. Sắp tới rồi, nó chỉ ở quanh đây thôi. Để ta tìm cho. Mày đây rồi. Phụ vương bảo gì á? Ta tìm thấy kẹo rồi. Kẹo bên kia kìa, con sang tìm đi. Vâng, để con sang tìm. Ừ, sang tìm đi. Con kia. Bò. Con bò. Trời anh ạ. Gì nào? Bọn nhãi danh kia. Để chúng mày nó bắt nạt ta. Để này ta đây xử lý chúng mày. À, con bò này chân nửa nặng à. Hạt tiêu, ta xử lý nó. Đi. Tao xử mày. Con bò kìa. Đánh nó. Đánh nó. Này. Lên. Không lại à. Để nó cho chúng mày vào. Chúng mày đã đánh tao đúng không? Em có kịp làm gì đâu. Em làm gì đâu. Thằng em vạ. Ăn vạ, ăn vạ. Chúng mày đánh tao. Chúng mày chọc tao nữa. Sao ở đây không có kẹo nhỉ? Phụ vương mà ở đây có kẹo mà. Phụ vương ơi. Phụ vương ơi. Cứu tao. Tao không phải là đánh phụ vương của ta. Tao đã kịp đánh đâu. Tự nhiên là dân vạ. Đúng rồi, tao đánh.
con bò điên. Ừ. Đấy, con thấy chưa? Chú đánh ta, lại còn gọi ta là bò điên nữa. Con người đánh phụ hoàng của ta, chính mắt ta đã nhìn thấy rồi, mà con người còn chối à? Thế này, là cái con bò kia, mọi người đừng có mà vu khống nhá. Ta đã đánh được cái nào đâu? Nếu mà người lăn đủ ra, người dãy lên gạch lên. Hoàng, đừng có nghe chúng nó, bắt chúng nó cho ta. Vâng. Ừ. Dám đánh phụ vương của ta. Đồ để ra gì đây kỹ này. Mày nhá, cứ ra bao ấy con này nó chỉ biết ăn nắm đấm thôi. Để em thử. À, 1, 2, 3. Lại thua. Ô ăn thua. Mày để ta chơi trước. À, anh chơi. À, 1, 2, 3. Không sao, để ta. Đúng đi. À, con bò này. Mày đau chưa? Phụ có sao không ạ? Chưa đau. Sao nó không đau nhỉ? Sao đau? Nó bò cứng lắm. Chơi được không? Nhanh chơi được không? Lên ta đau quá, nó chơi xấu, nó đang trả thù ta. Đánh chạy chó ra. Vương ơi, nó chạy hết rồi, không đánh nữa nhá. Không được, đổi kêu. Vâng. Ao ơi. Đúng rồi. Mày tha cho bọn tao đi. Đúng rồi. Các người chơi xấu, mày còn đòi tao tha chứ à? Đông mạnh quá, anh Trung tìm cách đi. Cách à? Nhưng mà vừa ăn kẹo kìa. Sao lại vừa ăn kẹo của mình? Lại Phương, trả kẹo cho con. Đúng rồi, đã bỏ khác luôn thật. Tôi, tè. Mày điên rồi, mày biến đi, tao quẹt chạy sao được. Giời ơi. Alo, mic ok rồi, sân khấu sẵn sàng rồi, chưa thấy thí sinh nào lên nhỉ? Sao ông phải nhìn lâu ấy nhỉ? Sắp muộn giờ, cuộc thi God Talent của thiên đình rồi. Bằng. Thế mà giờ này còn chưa thấy đến. Đến mau mà Nhi ơi. Uầy, không biết mình có đi muộn không nhỉ? Ô, ban giám khảo ấy rồi. Hello, ban giám khảo nhá. Ồ, Trung Chuối à? Ôi chỉ mày quá, lên sớm thế. Lại đây, có việc cần nhờ. Dạ, nhờ em á. Và luôn. Ôi, nhanh lên. Chuyện gì xu hình? Ôi, ngồi về đây. Nhanh. Sao ngồi về đấy? Đây nhá, anh nhờ tí, mày quá chú lên sớm. Trông hộ anh trên ghế, anh đi về nhà có việc.
Thế thì em thi thì ai làm giám khảo? Ủa đây, anh bảo bây giờ nha, trông bộ anh như thế, chứ không á, ban tổ chức người ta biết anh không làm giám khảo á, trừ mất lương. Ừ. Thôi được rồi, giúp anh mốt lần này thi chấm điểm nhớ chấm cao cao nhá. Em được. Này, đeo cái kính này nhìn trong sống này. Cả áo luôn này. Ok luôn. Nhớ ra dạng bạn giám khảo rồi nhá. Ok anh luôn. Anh đi chỗ này. Giám khảo. Trời ơi, tới là mấy tiếng đồng hồ rồi. Đóng cửa bây giờ. Ơ nhưng mà hôm nay Nhi nó bảo trên thiên đình có cái cuộc thi Thiên đình Got Talent. Không biết mình có được thi không nhỉ? Có khi mình phải lên thi thử phát xem, biết đâu lại được giật cái giải rút về nhà. Ôi, anh Lê không có một hôm nào đâu. Ây, hai đứa điều ấy. Vội thế. Bọn em đi thi Thiên đình Got Talent. Nhầm rồi, Thiên đình Got Talent. Cho anh hỏi tí, nhìn mặt anh nghệ sĩ như thế này có được đi thi cực kỳ đấy không? Ôi, tất nhiên là không được. Anh không mà đi thi á, anh ấy là tài lẻ lắm, có khi hai đêm mình chả được giải thi đâu. Để cho anh đi thi. Anh không ạ, anh không được thi đâu. Chỉ có bọn em mới được thi thôi. Nhưng mà sao lại thế? Anh tưởng là cái cuộc thi Thiên đình Talent Got gì đấy là tìm kiếm tài năng, những người tài năng như anh phải được lên thi chứ. Ôi, tại em quá tuổi rồi đấy. Chỉ có bọn em mới được thi thôi. Rồi anh quá tuổi rồi, anh đi về đi. Anh đi về băm béo cho lợn đi, không mẹ mắng. Đến lúc tối em mà được giải thưởng cao á, em mời anh đi ăn nhá. Thế à? Thế thì hai đứa đi thi đi. Nhớ mang quà về cho anh nhá. Anh về đi, anh về đi. Anh về nhá, anh về nhá. Để anh nhanh lên. Ngu gì mà về. Chúng mày đừng tưởng lừa được anh nhá. Anh không còn đủ tuổi thi đấy. Xin chào ban giám khảo, chúng tôi đến đây để thi Got Talent Thiên đình. Thiên đình Got Talent. Các bạn đã đến rồi đấy à? Nhưng mà các bạn có thể lùi ra được không? Che hết tầm mắt của tôi rồi. Lùi ra. Lùi. Nóng hạt tiêu ơi. Hả? Sao tôi nghe thấy cái giọng quen quen? Hình như giống giọng anh Trung Chúa nhà bạn ấy. Cái mặt nó cũng na ná cơ. Thế nhưng mà không phải đâu, anh Trung nhà tớ làm gì ngầu như thế. Chắc bây giờ còn đang ngủ ấy. Cứ tưởng người quen thì không phải thôi. Cười cái gì? Thấy người sang bắt quà làm họ à? Mà này, báo số báo danh với tên tuổi nào. Để tớ giới thiệu trước cho. Dạ, em là Lan Cha, số báo danh là 01, biệt danh của em là Hạt Tiêu. Anh là ban giám khảo thì mới xong Hạt Tiêu ạ. Tên Hạt Tiêu à? Nghe ghét thế nhỉ? Loại. Hạt Tiêu ơi, con bị loại rồi nhá. Nhi à, mày cười à? Con bé kia cười cái gì? Cười xấu. Loại. Ngửa mặt. Thôi Nhi, cậu cười tớ nữa đi. Cậu còn chưa kịp giới thiệu tên cơ. Cậu cười cái gì hả? Vui nhỉ? Hai đứa bị loại thì cái gì nữa? Nhưng mà ban giám khảo ơi, nói đùa chứ bọn em còn trước thì phô diễn tài năng nữa cơ mà. Trước thì đã bị đuổi rồi. Đúng rồi. Mình muốn đoạt quán quân ấy thì phải đuổi chúng nó về mới được. Nào, một đứa về trong vườn đạp, một đứa thì về băm bèo cho lợn. Nhanh. Tuyết. Tớ đảm bảo với cậu cái câu tuyết này chỉ có anh Trung nhà cậu mới nói thôi. Tớ chắc chắn đây là anh Trung nhà cậu. Mà thôi, chắc là không phải. Tớ là tớ. Thôi đi xuống đi. Thôi đi xuống đi. Tranh thủ lúc mà chưa qua nhìn thấy. Đúng rồi. Thì chúng ta đi xuống cho đỡ xấu hổ. Mất cái vẻ đẹp của hai chúng ta. Đi. Anh Như ok. Anh Như ok. Ủa, tí nữa thì nộ. Mày thế. Từ mai bỏ ngay được tước đi mới được. Xin thông báo, hai thí sinh 01, 02 đã bị loại. Mời thí sinh thứ ba vào đây. Không cần đi về, không cần đi. Đi đâu ấy, sao lại về à? Bọn em đi về. Anh lên trên mà xem ban giám khảo kìa. Hống hách, cậy có quyền đuổi bọn em về luôn. Không cho bọn em đi, bọn em chẳng cần về. Thì đi về đi, anh lên thi. Anh đi đi, bọn em đi về. Đi về. Anh đi theo đây đánh công đi.
Ồ, gọi mai thí sinh thứ ba chả thấy vào vậy. Thí sinh thứ ba đâu rồi? Em đây, thí sinh thứ ba đây rồi. Vào phải nhanh lên. Em đây, không phải gọi bạn giám khảo. Vâng, anh cứ thi, em cổ vũ cho anh. Được rồi, ok. Em anh tưởng nó về rồi. Đi cổ vũ. Ban giám khảo thích em thi gì? Thì muốn thi gì thì thi. Ok ban giám khảo, hai đứa mày lướt ra cánh gà để anh lên sân khấu thi đấu. Vâng. Bây giờ là em xin phép thi dân ca và nhạc hiện đại. Không. Sao lại không? Thế thì ban bánh thảo này, em xin phép thi cái bộ môn võ cổ truyền cộng đấm ông nhá. Cùng không? Ồ, thế lại không à? Buồn quá nhỉ. Thế để em xem em còn cái sở trường nào không nhá. Mà ban bánh thảo này, em chạy nhanh lắm. Em xin phép ban bánh thảo em thi đấu chạy nước rút trên nền nhạc slow motion. Nani? Cũng không. Nói chung là loại tất cả về nhà. Dạy loại hiểu gì đâu. Nè, đã là ban giám khảo nhá. Đã là ban giám khảo. Đúng rồi. Ban giám khảo như thế là không được. Ban giám khảo quá hông hách. Quá hông hách. Không được cái gì. Đuổi khỏi ghế nóng luôn. Đúng rồi. Ban giám khảo rời khỏi ghế đi. Rời khỏi ghế. Mời khỏi ghế. Phản à. Không được rồi. Cứ như thế này thì bung bét hết mất. Mọi người bình tĩnh lại. Nãy giờ là ban giám khảo đùa mọi người thôi. Còn nhiệm vụ của mọi người là bây giờ như thế này nè. Là ra khu dưa chuột của thân điểu ấy. Hả? Ai mà bẻ được quả dưa chuột về đây nhanh nhất cho ta, người đấy là người thắng cuộc. Thế là đúng chuyên ngành của anh được. Đúng rồi đấy. Anh em đi rồi. Ui, ba em kia dễ nửa thế nhỉ, đeo cái kính mà không nhận ra. Ôi chết, quên bị mũ rồi. Đợi dưa chuột về, rồi chén rồi. Bay nhanh lên, con lấy phần thưởng. Ê, mọi người bay nhanh thế. Không bay nhanh làm sao lấy được phần thưởng. Này, cái gì, cậu là phèo của ai đấy? Tất nhiên là tớ là phèo của cậu rồi. Thế cậu cho anh công đi theo để anh công cướp phần thưởng của mày à? Không cướp đâu. Đi bay tiếp, bay tiếp. Mệt quá. Mà hai cái đứa này nó chơi bẩn thế nhỉ. Dưa chuột đây rồi, việc gì phải đi tìm đâu. Ê, nhưng mà lạ thế nhỉ. Dưa chuột ở trên này lại trong suốt thế này. Kệ, bay lên nào. Anh thấy dưa chuột rồi này. Anh đi trước nha, lấy cái kiểu này. Còn lâu chúng em mới đuổi được anh nhớ. Sao hôm nay anh không bay nhanh thế nhỉ? Hà Tiêu, nó mang anh nhìn lại. Nguy hiểm quá. Chơi bẩn à? Không phải mình bọn em mới đóng băng đâu nhỉ? Anh cũng biết đấy. Ôi, cái nào? Trời ơi. Mắn mẹ em à, Hà Tiêu. Tớ vừa cậu của mắn. Nào bây giờ. Anh Công ra rồi. Không phải dưa chuột. Để tới. Chúng ta mau về nhận thưởng thôi. Mọi người đi đông đâu thế nhỉ? Nó mốc hết cả mồm. Mà cái anh giám khảo kia nữa. Nhờ cái bây giờ nhờ mấy tiếng đồng hồ chưa về à? Buồn. Ban giám khảo ơi, bọn em về rồi. Chuột đây, dưa chuột đây. Ô, dưa chuột à? Ném đây. Đây, ban giám khảo ăn dưa chuột xong rồi thì cho bọn em xin phần thưởng cái nhè. Tất cả bọn em là ban chí cốt nên là bọn em chấp nhận cái việc mà nhận đồng giải đó là nhất đấy. Đúng rồi. Giám khảo cho em xin phần thưởng cái. Phần thưởng á? Làm gì có. Ở đây chỉ có được giải nhất là lấy cái danh dự thôi. Làm gì được quà gì? Mơ à? Chúng chuột ngoan đấy. Chúng tôi đùa với ông đấy à? Đúng rồi. Ông giám khảo hoạnh hoẹ kia. Mau đưa giải thưởng đây, nếu không thì đừng trách. Ông đừng có mà hống anh. Ông
giải thưởng đây, đúng không? Đừng có trách chúng tôi. À, dùng phép thuật à? Dùng đi, này nhá, dùng nhá, cẩn thận là bị tước hết phép thuật đấy, để không trần gian. Dùng đi, dùng đi. May đây là ban giám khảo đấy nhá, chứ không còn tớ rồi. Cho một trận theo thua. Nó làm sao? Nó làm sao? Con này, kiếm đâu dưa chuột ăn đấy? À, dưa chuột em mang đến anh ạ. Cho anh xin lại cái kính nhỉ. Ui, thí sinh à? Ui. Ban giám khảo là anh Trung. Đưa đây, nhanh lên. Ôi, chụp tặng này bạn. Ô, sao này? Đấy là anh Trung được còn gì nữa? Thì cả lập trường của tao không vững, phải tìm anh Trung cho một trận mới được. Đúng rồi, cho một trận. Ơ kìa, alo alo, các thí sinh chạy đâu đây? Không thi à? Ôi, mà thôi, không thi thì cả nhà vẫn linh lương bình thường. Ơ, anh Công, làm sao đấy? Bị đám ba. Đám ba. May quá có thùng chuối giải băng cho anh, để anh đi thi tiếp. Này, cuộc thi ấy, kết thúc rồi, anh đi làm gì? Ôi tiếc thế nhỉ. Thế đứa nào được giải nhất đấy? Ô, là em. Chính là em. Ôi giời ơi, cái tài năng quả trung chuối này nó phải giỏi nhất cái thiên đình này. Anh làm sao mà đi thi cạnh tranh với em được? Thì đúng là trung chuối, cái gì cũng biết. Ôi sệt chuyện. Anh tiếc quá không được được giải. Để năm sau anh được giải tiếp. Mà thôi anh về đây. Ô, không muộn. Anh về nhá. Vừa đẹp trai vừa ngầu, đeo kính đeo mũ lên ngầu thật đấy. Này này này, thế chúng mày có chụp ảnh cái nào không? Ủa đây nhiều lắm anh ạ. Thế ảnh lúc anh lừa bọn em ấy.